chào mọi người đã quay trở lại với câu chuyện tiếp theo của mình và mình là Khánh Ngọc. Thì hôm nay là ngày mình làm stickers cho Instagram nên là tranh thủ cho mọi người xem luôn cách mình làm như thế nào. Mình xài Apple Create và vẽ bằng Apple Pen. Mình sử dụng luôn những cái stickers này để lát làm digital journal ở trên ứng dụng GoodNotes. Journal lần này sẽ là playlist những bài hát Việt mình hay nghe trong tháng. Thank you.
tiên là 1800 Love của Hiếu thứ hai. Mình nghe Hiếu thứ hai là sau khi xem chương trình King of Rap. Việt yêu thích nhất của mình mà nó nghe cũng hay dữ dội. Mình nghe theo trend mọi người ạ. Cũng hay hay nhưng hơi khó nghe lời bài hát một chút. Tiếp tục là Hiếu thứ hai, lời bài hát nghe dễ thương nhưng mà cũng không có gì đặc sắc lắm. Xong journal ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye.